Hello cả nhà, hôm nay em sẽ làm ôm rê với mấy anh chị nha. Bắt đầu tới mùa cái gì lễ và hè tới rồi, bắt đầu mình sẽ làm nhiều cái mẫu design ôm rê và vẽ. Và em sẽ show cho mấy anh chị coi. Cái này là dành cho anh chị nào mà chưa có collection này, chưa biết về cái cách làm ôm rê nhanh này á, thì mình sẽ làm chung với nhau. Ở đây là em mới làm xong một màu. Làm một mẫu trước thôi, rồi bắt đầu mình sẽ đi từ từ. Trong collection này em xài đó là Illuminati Collection, là màu từ số 133 cho tới 144, nghĩa là 12 màu. Và giá của 12 màu này em nhớ giá hình như 139 đồng thì phải, là khoảng 11 đồng mấy cho một một màu thôi đó. Và khi mấy anh chị mua là lúc nào cũng sẽ có những cái chùm sample giống như vậy nè. Mấy anh chị sẽ có sample đi kèm, lúc nào cũng sẽ có sample 12 màu đi kèm hết cho mấy anh chị đó. Tông màu dày đủ đẹp cho mùa hè chưa cả nhà, đủ nổi chưa? Đắp cũng rất là đã luôn, đắp ôm rê với nhau, mấy màu này ôm rê với nhau đẹp lắm. Chút xíu nữa em ôm rê đắp cho mấy anh chị coi luôn. Hôm nay là khoe cả nhà, anh chị nào mà thích thì mua đem về liền để mà mình làm cho summer nè, màu quá đẹp luôn. Cái này là zip lên đắp và dip được nha. Chị Tình Như nói là đẹp lắm. Yeah, đẹp mà làm ombre dễ cực kỳ. Bây giờ em làm luôn cái ngón đầu tiên cho mấy anh chị coi nè. Đó, nguyên cái chùm này là chùm sample để giao cho khách nè. Lúc nào á, Zipland Collection mấy anh chị mua là 10 collection mà 12 màu, lúc nào cũng có sample, trừ collection hình như là màu nu 5 màu thì mình không có rồi. 5 màu thì ít quá cho nên không có sample. Còn 12 màu trở lên là luôn luôn có sample cho mấy anh chị đi kèm tùy theo collection. Là có collection 12, 24, 36 màu là đều có hết luôn. Rồi, màu quá là tươi luôn phải không? Ở đây á, là em nãy em mới làm màu xanh nè. Giờ em làm thử cái màu vàng cho mấy anh chị coi. Collection này, riêng collection này là cái pigment nó rất là đậm đặc để cho mình làm theo cái kiểu mà ombre nhanh á. Cho nên làm nó đậm đặc lắm. Bây giờ ở đây em có cái móng màu trắng thì mọi người cứ dầm cha má top coat thì mọi người cứ tưởng tượng nó như là mình đắp bột xong mình sơn màu trắng hoặc là sơn màu màu nude, sơn mấy anh chị sơn màu nhạt cũng được, không cần phải là màu trắng. Em sẽ sơn một ngón màu màu nhạt để cho mấy anh chị coi, để cho mọi người dễ hiểu. Rồi em sẽ cho hơ đèn 30 giây, quay cái đèn qua chỗ khác. Cái mà em thấy nhiều người bị even làm trong tiệm cũng vậy, nhiều khi sometimes mình ngồi xuống mình làm sample để quảng cáo khách á, cái lúc mà mình ngồi mình làm cái đèn hơi tay mình cứ quay qua bên mình, cái mình quay qua bên mình cái hồi cái nó bị cứng ngắc cây cọ của mình luôn. Nó ủa đâu làm gì đâu mà sao cọ cứng ngắc rồi, cái cọ bị hư đồ này kia. Mà phải đôi khi mình sơ ý mình quay cái đèn qua bên mình lúc nào mình không hay. Ở đây em sẽ xài màu Deep and Do số 27 đi, để mà mình làm cái màu bên dưới, ở trên là màu cam. Có màu nào gần mình thì mình chọn mình làm đại. Dip and do. Mọi người ready chưa? Ngày mai là sẽ có collection không phải candy, collection candy là sẽ có back in stock nè. Và ngày mai là sẽ có 12 màu của thằng Dip and do lên kệ luôn. Nước sơn gel, nước sơn thường và bột là sẽ có 12 màu mới của spring cho mấy anh chị luôn. Ngày mai nha mọi người nha. Sau khi mà mình hơ đèn 30 giây xong mình lấy ra. Mấy anh chị có thể làm hai cách, cách nào cũng được. Một là dùng cọ để mà mình chấm cũng được. Hai là mình có thể mình nhúng ngón tay của khách á, mình nhúng vô vậy nè. Là nó đã ra. Nó đã ra cái ombre cho mình sẵn trên này luôn rồi. Đó, mọi người thấy đẹp không? Dễ chưa? Không cần làm gì chứ. Để chi ăn vậy, nhúng vô, đem lên xong nó ra ombre vậy. Đó, mình muốn cái đầu nó đậm, mình nhúng thêm cái đầu một lần nữa. Không có cần phải đi lên tới trên, tại vì mình muốn nó blend nhạt lên cho nên phần trên á là nó vậy là nó đã đủ đậm rồi. Đó, đẹp chưa? Nó blend rất là nhẹ và dễ. Love, Deep and Do, thank you chị Jennifer. Em hả? Em bị dị ứng, năm nay em bị dị ứng nặng kinh khủng luôn. Hồi xưa giờ chưa bao giờ bị nặng như năm nay luôn mấy anh chị. Cái thời tiết có thể là hôm nay cái năm nay cái mình ở nhà đó. Cho nên ta nói Covid thì nó có cái bad thing của nó là mình không có làm ăn được, nhưng mà mọi người ở nhà thì cái không khí khí hậu nó cũng tốt hơn cho con người năm nay. Rồi sau đó mình đi top coat thì em sẽ đi giống vậy nè. Mình đi phần ở trên đây trước, cái xuống tới khúc giữa. Nên chị thấy không? Em lấy thêm top coat vào trong cây cọ, em đi từ giữa đi xuống. Mình đi một lần giống vậy nè. Thì cái màu của nó sẽ blend, nó sẽ ombre với nhau rất là đẹp.
Rồi sau đó mình sẽ cho hơ đèn 30 giây. Nào bây giờ cái ngón này á, là mình đã có cái màu nhạt rồi đúng không? Thì mình sơn màu treo nào mấy anh chị muốn cũng được hết, không có quan trọng. Sau đó em sơn matte top coat nha. Cái này nó là matte velvet. Nó tùy cái loại matte thì mình mới làm được cái sắc nét này nó dễ. Có nhiều cái matte á, nó không có độ bám nhiều. Nó gọi là velvet thì nó như nhung á, cho nên nó bám bột rất là đẹp. Em sẽ đi matte top coat và cũng hơ đèn đúng 30 giây nha mấy anh chị. Dạ chị ơi, chị Rô xét treo vẽ của mình 126 à, hàng tụi em đang trả khách. Có thể là tụi em sẽ dư mấy chục set á. Dư xong rồi tụi em sẽ báo mấy anh chị. Trời ơi, hàng sản xuất không kịp luôn á cả nhà ơi. Cả nhà ơi, sản xuất không kịp luôn. Mọi người dễ thương quá. Ủng hộ cho tới cháy gọi là cháy hàng. Cái này thì mấy anh chị nhúng vô vậy cũng được nè. Đó, giống như em nói mình nhúng vô vậy. Thì nó đã tự nó ra nó ôm rê rồi. Cái phần nào mà mình nhúng nhiều thì chỗ đó cái màu nó sẽ đậm hơn ha. Đó. Nó tự nó ra nó ôm rê vậy nè. Mọi người thấy không? Khi mình design nó rất là dễ, không có cần phải làm quá là nhiều. Rồi sau đó mình quét nó xuống, lấy cây cọ mình quét nó xuống. Thì nó sẽ blend ra rất là đẹp. Dễ chưa? Riêng cái collection Illuminati 12 màu này nó mới ra màu giống vậy nha. Set màu làm cho ombre bao nhiêu, còn matte để làm ombre luôn. Dạ chị Linny ơi, à, cái set này của mình 12 màu, em nhớ là như 139 đồng à, cho 12 màu và có hũ 2 ounce. Hũ 2 ounce sản xuất ở Mỹ à, 12 màu và có sample đi kèm luôn. Đó, đã chưa? Sản xuất tại Florida nè. Có sample đi kèm luôn. Anh chị mua là có sẵn sample về làm liền, khỏi phải đi làm sample, khỏi phải cực. Rồi sau đó nè, em đi top coat. Tới cái phần top coat thì mình đi nhẹ tay. Rồi sau đó cho hơ đèn. Bây giờ rút ra, cái này là mình đã sơn cái màu. Oh my god mấy anh chị ơi, anh chị nào mà chưa có 4 in 1 Deep and Dew á, mọi người mua liền luôn đi mấy anh chị. Mọi người mua liền luôn, đừng suy nghĩ. Đây nè, nước sơn thường, nước sơn treo và bột. Cái này nó có 228 màu và giá của nó hiện giờ là 3.067 cho 228 màu. Em sơn đúng một lớp. Đúng một lớp luôn. Không có đi lớp thứ hai. Mấy anh chị thấy cái treo của nó đậm đặc tới mức mà sơn đúng một lớp luôn, nó ra giống vậy nè. Đẹp chưa mấy anh chị? Rồi bây giờ em thử màu 142 ha. Màu cam đậm hơn ha. Cam này lên. Ok. Nó có 142 hoặc là 144, cam đậm hơn thì em nghĩ nó đẹp hơn, cam đó nó hơi. Trời ơi, cái hũ nó đầy tới nỗi mà mở ra nó đổ bột ra luôn. Trời, dạo này đâu nó đầy mà đầy dữ vậy. Cái này thì mấy anh chị có thể nhúng hoặc là lấy cây cọ nè, mình lấy cây cọ mình chấm. Mình lấy cây cọ mình chấm nếu như mình muốn dùng cọ chấm. Còn không ấy, mình cứ nhúng thẳng vô là được. Cái set này mọi người sẽ chơi với nó rất là fun. Có nhiều đồ để chơi lắm, design mà mình xài nó luôn cũng được. Rồi. Ở đây là mình chấm 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 ngang vậy nè. Ngang cái khoảng giữa vậy nè. Đó, mọi người thấy nó blend đẹp chưa? Từ nhạt cho tới đậm, rất là đẹp luôn. Nó ra ombre nhẹ nhàng mà nhanh lắm. Trời ơi mấy. Đó, anh chị nào mà thích set Illuminati này đó thì bỏ số điện thoại xuống rồi tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị. Bột này neon dễ đắp và làm design cũng được. Được, để em chuyển sang em đắp cho mấy anh chị coi. Cho chị, dạ chị Rô, cho em số điện thoại nha chị Rô. Em cho nhân viên gọi cho chị Rô liền. Mấy chị dễ thương quá. Mọi người cứ nói ờ, ngân làm design nãy kia chơi đi để cho chị biết. Tại vì đồ ra mới nhiều quá, chị không có biết cái nào mới. Lâu lâu quá tối về mới lên coi em. Cho nên là em có đồ mới em cứ ra em làm live thường xuyên cho chị biết là em có cái gì mới chị mua. Cái này là em đi top coat gel shiny bình thường nha. Mọi người thấy nó blend đẹp chưa? Đó, mình chỉ cần đi cái velvet matte top
và mình nhúng 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 vô vậy thì nó sẽ lên ra rất là đẹp luôn. Dạ chị Lily, để em gọi cho chị. Sure chị Rose. Thank you chị Rose. Để em sẽ gọi cho chị Rose luôn. Ai cần bỏ vô em gọi luôn. Ai cần cứ bỏ vô là Ngân gọi luôn. Ở đây em thử cái màu màu hồng ha. Hồng thì lấy đại hồng nào. Em thử ba màu của nó ra làm sao? Hồng, cam, vàng. Trời ơi ba con mắm này mà đi với nhau chắc nó nổi dữ lắm á. Nè mấy anh chị, hồng, cam, vàng nè mấy anh chị. Oh my god, này đúng gọi là ba con mắm luôn á. Bàn bánh bèo. Bàn bánh bèo. Khách dễ thương không cần bà chủ. Trời ơi thank you anh sĩ phải không? Anh sĩ ở đâu? Em bay qua em dẫn anh sĩ đi cà phê. Cà phê để ăn phở luôn. Rồi. Ở đây đó em đi từ cái màu nhạt đi ha. Màu nhạt là em đi màu vàng lên trên đây trước. Cái này mình làm trên tay khách cũng vậy, mình dùng cái cọ mình chấm 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 mình chà nè. Nói chứ phải có khách dễ thương thì mới có em phải không mấy anh chị? Em vậy đó, cái gì em như gửi credit là đưa cho credit là khách hàng, credit là nhân viên, các anh chị em phụ mình thôi. Không có người ta là sẽ không có mình. Cái trong cái lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy. Phải có teamwork, khách hàng support thì mình mới có thể đi xa được. Rồi, tới cái này. Màu hồng là em đi cuối cùng. Dẻ cây dừa luôn nha. Tới đây là dẻ cây dừa được rồi. Cây cọ Ngân xài, mấy anh chị xài cọ nào cũng được nha mấy anh chị. Cọ trong tiệm mình, cọ chùi phen á, mình xài cọ chùi phen luôn cũng được. Cái cọ này hôm nay nó hơi cứng cứng. Bữa cái cọ này nó xù ra, nó mềm lắm. Cái cọ này là em xài cái cọ make up ở nhà em á. Make up mà tới nó hư rồi. Không có biết make up mà hư cọ. Rồi mình lấy sang mình làm cái này. Sau đó thì mình sẽ đi top coat lên. Mình đi xuống luôn, mình quay lên mình sẽ chỉnh cái đó, cái là mình đi ra luôn. Ok. Rồi sau đó mình sẽ cho hơi đèn. Quay lại thì mình sẽ vẽ. Nên chị có thể vẽ kiểu nào lên cũng được. Bỏ nước chi lên bột vậy. Dạ em thấy chị Ly Hoàng rồi. Em thấy mấy anh chị bỏ số điện thoại xuống nhiều. Bỏ số điện thoại xuống nhiều. Xém chết. Em xém chết. Để em sẽ cho nhân viên bên em sẽ gọi cho mấy anh chị nha. Hồi nãy giờ mình làm, mình chưa làm màu hồng phải không mấy anh chị? Nè màu hồng nè. Nhúng vô. Này y chang như ngón tay của khách đó. Mình nhúng 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 vô. Ở đây mình nhúng nhẹ cái. Rồi. Này mấy anh chị làm hồng nhạt rồi mình đi hồng đậm lên trên nó sẽ rất là đẹp. Hồng nhạt ở bên dưới á, rồi mình đi hồng đậm này nè, mình điếp lên nó sẽ blend ra rất là đẹp luôn. Màu trắng với màu hồng á thì mình sẽ thấy được cái độ chênh lệch của nó nhiều. Mình dùng cái cọ mình blend nó nhẹ từ trái qua phải vậy cái là nó cũng đã ra rồi. Rồi mình làm design, mình vẽ lên. Anh chị thấy dễ không? Quá là dễ phải không? Cái này là mấy bạn không biết làm, không có biết làm ombre bột á, mình có thể mình chuyển sang mình làm kiểu này, nó cũng dễ, cũng đẹp nữa nè. Này mình làm trên gel được nha mấy anh chị. Gel manicure đó. Mình làm rồi mình chậm lên cái đầu móng của nó thôi. Y chang như là nãy giờ em chậm móng dài, nhưng mấy anh chị có thể chậm móng ngắn lại. Để em thử em cắt một cái móng ngắn rồi em chậm cho mấy anh chị coi. Để khi mà mình tưởng tượng mình làm trên gel manicure thì mình cũng sẽ làm y chang vậy. Trước khi mà làm á thì mình sẽ bỏ cái matte top coat lên. Đây là cái velvet matte nè. Dạ chị Vivian em thấy rồi. Dạ Nini Hoàng ơi, mai em có chị Nini Hoàng. Mai em có metallic gel vẽ, mai em có nha chị. Rồi ở đây thì mình có thể mình đi top coat lên. Thường này mấy anh chị thấy em đi top coat phần trên trước nha, xuống tới chính giữa. Mình đi top coat trên tay khách cũng vậy, xuống tới chính giữa. Mình lấy thêm top coat vô và mình đi từ phần dưới đi xuống dưới là đi xuống luôn. Không có đi dậm ngược lên, dậm ngược lên, dậm ngược xuống hoài. Mình đi xuống là mình đi xuống luôn.
Rồi màu đẹp quá. Trời ơi màu đẹp quá, 12 màu mấy anh chị. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Cái đó là mình điếp á, để đắp đem coi coi có cái màu, kiếm màu nào đem ra đắp chơi. Em đắp thử hai màu này coi mấy anh chị thấy nó nổi đủ nổi không nè. Đây, màu hồng. Màu cam. Cam này vô đây chắc có thể được. Cam này nhìn cũng đẹp nữa nè. Đó. Trời ơi ba màu quá nổi luôn. Để ra chúi cái con mắt liền, nó chúi cái con mắt liền. Em đắp thử cho mấy anh chị coi nha. Mấy anh chị muốn em đi hũ nào với hũ nào? Mấy này thì nó đi với cái nào đi với nhau cũng được phải không mấy anh chị? Ba màu này thì màu nào đi với nhau cũng được chứ. Có ship qua Canada không? Dạ có. Một set này có 139 đồng cho 12 màu thôi, có 11 đồng mấy cho set à. 11 đồng mấy cho một màu hả? À. Em đắp trước nha. Ừ, đây là màu hồng. Nhập tới màu cam đi lên nha. Em đi màu cam đậm này thử, ngó màu cam đậm này trước đi ha. Lấy thêm cục bột lớn hơn, mình đi một lần luôn, mình khỏi phải đi hai lần. Đó. Đó, mình blend mình vuốt xuống cái là nó xuống rồi. Hai màu này đi với nhau thì nó gắt cực kỳ luôn á. Trời ơi, nhìn nó gắt cái con mắt quá. Hai màu này bị nổi quá. Nó nổi quá chịu không nổi. Mà đẹp lắm mấy anh chị, nó nổi mà nó nổi đẹp chứ không phải là nó nổi xấu. Nó nổi quá nhưng mà nó đẹp. Đó mấy anh chị thấy chưa? Nó chỉ có cái là nó gắt quá thôi. Đắp điếp được luôn. Dạ được chứ, đắp điếp được luôn. Cái bột này đó là mình chuyên làm ombre nhanh nhưng mà mình đắp deep vẫn được luôn. Dòng Z Blend là cái dòng của mình chuyên là đắp mà. Mình đắp deep vẫn bình thường. Đây. Màu này mùa hè mình đắp thôi là cũng đã rồi mấy anh chị ơi. Mùa hè khách vô là đem ra đắp màu này không cũng đẹp rồi. Giờ này làm live bột để còn làm được ngày mai tuần từ tối thứ tư không biết sao lên gặp mọi người đây nè. Màu này thì nó nổi hơn. Này chưa mấy anh chị thấy em vuốt này, vuốt nhẹ ăn cái xuống đó, là nó blend ra. Mình chỉ cần mình vuốt nhẹ ăn cái thôi là nó đã blend ra cho mình rồi nè mấy anh chị thấy không? Đó, màu rất là đẹp. Cái nào mấy anh chị thích hơn? Em thấy em vẫn thích cái này hơn. Nó gắt thiệt nhưng mà nhìn nó nổi hơn phải không mấy anh chị? Nhiều màu nước em điếp nó bị đổi màu. Điếp nó có bị đổi màu không? Dạ không, điếp nó không hề bị đổi màu. Điếp nó ra nó y chang nhưng nó không có đổi màu gì chứ. Mà điếp nó ra đẹp lắm. Em thử cho con cái điếp luôn nè. Trời ơi, chỗ em á diễm có trơn á. Chỗ ngân ngồi ở gì cũng có hết trơn á. Muốn đắp là đắp, muốn điếp điếp, muốn làm gì cũng được hết. Mà điếp màu nó ra đẹp lắm. Đây, 1, 2, 3. Ôi trời ơi, móng dài quá nó quăng cái dèo văng ra tới ngoài đây luôn. Hơn nó không văng qua cục bột khác. Em điếp mới một lớp thôi nè mấy anh chị. Một lớp duy nhất thôi. Cái dòng bột này á, mình sản xuất cái pigment nó rất là đậm đặc để cho mình chuyên làm ombre tích tắc mà. Cho nên là em đi một lớp, đúng một lớp thôi là màu nó ra vậy nè. Mấy anh chị sẽ không thấy được cái chỗ nào của nó chưa có màu hoặc là màu nhạt hết. Nó ra đều luôn, nó đẹp vậy nè. Mình muốn mua qua UK mà phí ship đắt quá.
Dạ, qua châu Âu thì phí ship của mình nó tương đối cao, cho nên mấy anh chị ở nước ngoài á, mình có mua, mình rủ bạn bè Hùng lại một lần, mấy anh chị ủng hộ, mấy anh chị ủng hộ luôn lần á, nó dễ hơn, nó rẻ hơn nữa. Ok, dip ombre hả? Làm cái dip tích tắc á hả? Ombre tích tắc á hả? Mình có đây móng và sơn matte top coat, đây là cái matte velvet mình sơn lên, sau đó mình cứ nhúng 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 vô vậy thôi, là cái màu nó tự nó blend ra. Đó, mọi người thấy nó blend dễ chưa? Em cầm em nhúng nhẹ thôi chứ không cần làm gì nhiều hết chứ. Ở đây em có thể làm thử em nhúng cái màu vàng này vô đây đi ha. Rồi tới đây. Em nhúng màu cam tới đây. Lần thứ hai nó đậm hơn thôi nhưng mà nó không có ra màu nhiều tại vì nó đã qua một lớp bột ở dưới rồi. Sau đó mình nhúng thử cái màu hồng này xuống đây. Lần đầu tiên em nhúng kiểu này em coi có nó ra hay không. Nếu mà nó ra được 3 tông cho mình thì quá rứt rồi. Nhưng mà mấy anh chị thấy là mình chỉ cần nhúng nhẹ 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 là nó đã ra màu rất là đẹp rồi. Màu tới màu hồng nó không ra nổi mấy anh chị. Nó đi được hai màu. Nó đi được hai màu là cái màu nhạt ở trên và màu đậm bên dưới. Nó đi được tới hai màu là hết rồi. Đó, anh chị thấy nè. Rất là đẹp phải không? Nhúng nó ra ombre nó nhẹ lắm. Mình nhúng thấp thôi không có cần phải lên cao quá, em sọt nó lên cao quá. Và nó blend nhau rất là đẹp luôn. Dễ làm nữa. Quan trọng là dễ làm. Xong là bắt đầu mình sẽ design lên. Ví dụ ở đây mình có cái móng móng này nè, hồi nãy mình nhúng cái móng này trước tiên nè. Xong sau đó mình design lên. Đó, anh chị nào mà thích set ombre tích tắc này đem về liền đi mấy ngày nay á, tụi em hot sale cái này luôn á, mùa hè tới đó cho nên là mọi người mua mấy cái mẫu mấy mấy cái dạng mùa hè này về làm nhiều lắm. Rồi để em gom nó gọn lại cái bắt đầu mình làm cái design cho mấy anh chị coi. Sau khi á mà mình dip xong á, bắt đầu mình bỏ design này design kia lên. Dạ có chị Vivian, nó tên là Illuminati. Không biết là có bạn sale nào bên ngoài không, bỏ lên giúp cho Ngân cái bộ Illuminati này lên cho mấy anh chị nhé. Ở đây thì em có cây cọ và cái hũ treo vẽ màu đen. Sau khi mà mình nhúng xong đó, mình có thể mình design lên cho nó lạ. Mình chỉ có thể design hoa văn rồi này kia lên thì nhìn nó rất là đẹp. Đó. Chị thấy là em đi rất là nhẹ bằng cái đầu cọ đó nè. Nó ra như cái cánh bướm vậy nên chị thấy không? Rồi ở đây em đi một cái lớn ha. Đi nhẹ nhẹ ra vào thôi. Đó, vậy là xong rồi. Ở đây gắn thêm một cái hột xoàn vô chính giữa đây nè. Đó, mấy anh chị thấy không, ombre nhẹ nhàng, design nhẹ nhàng xong là xong cái mẫu của mình rất là dễ cả nhà ơi. Rồi giờ em làm lần lần nữa nha, anh chị nào vào sau thì có thể coi mình dễ lắm.
Mấy anh chị có thể nè, đơn giản làm xong sơn nền móng bất kỳ màu nào cũng được. Sau đó chắc em làm cái này màu trắng, cái sau em làm màu hồng nhạt đi, để em đi màu hồng đậm cho mấy anh chị coi. Nó ra rất là đẹp, không có cần phải ấy nữa. Với lại em làm một cái móng ngắn cho mấy anh chị coi luôn nha. Em sẽ lấy một cái móng sơn màu và em đi ngắn thôi cho mọi người nhìn được, tại vì cũng có mấy anh chị nói là móng dài quá, khách của chị không có làm móng dài, khách của chị đa phần móng ngắn không, thì cái này có làm móng ngắn được hay không hay chỉ là móng dài thôi, thì cái câu hỏi này cũng rất là nhiều. Em làm móng ngắn cỡ này đi ha, cỡ này ha. Rồi em sẽ chọn tông màu hồng nhạt, chọn màu hồng nhạt để mình đi với màu hồng đậm. Hồng này thì nó bị lọt rồi, chọn một cái hồng hồng nhạt 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 thôi. Trời ơi, điếp em đu nhiều màu quá, tới chọn màu cũng bị rối luôn á mấy anh chị, nhiều quá mình tới mình chọn mình không biết mình chọn màu gì, bởi vì cái vụ mà lắm mối tối nằm không là có thiệt. Nhiều lắm mối tối nằm không là có thiệt, nhiều lựa chọn quá cuối cùng cái không biết chọn gì. Cái này thì nó hơi bị ấy. Em lấy hồng này đi, Deep and Do nha. Em lấy Deep and Do hồng nhạt này rồi mình đi hồng đậm lên. Ok, cái này nó không là hồng, không phải là hồng mà mình đi chung thì có thể được. Cái Deep and Do nè, cái cỏ nó nằm dẹp vậy nè, cho nên mấy anh chị sơn nó rất là dễ. Em sơn á, cái pigment màu của nó đặc lắm, mình sơn một lớp mà em sơn mỏng đó, một lớp đó mà nó ra nó đều màu vậy nè. Sau đó em sẽ cho hơ đèn 30 giây. Đó, anh chị nào mà tìm 4 in 1 là lấy Deep and Do liền. Mỗi lần mà em lên á là khách cứ khen em ơi Deep and Do xài đã quá. Nước sơn gel, nước sơn thường với bột mát nhau rất là đẹp luôn. Phương Lý nó là nhờ em chia sẻ mà có kiếm tiền nhanh gọn phải không? Dạ. Mấy chị kiếm tiền được là mấy chị ủng hộ em là em mừng rồi. Ở vậy trước đây lúc mà mình mới tham gia vào nail job, mọi người nói trời ơi chia sẻ cho nó biết xong rồi nó làm nó mở tiệm gần đó rồi nó cạnh tranh, rồi tới lúc đó không có khách đâu này kia, mình đâu khe đâu. Thật sự em xưa giờ làm không bao giờ khe cái chuyện mà mở tiệm nail gần kế bên mà cạnh tranh rồi mình không có khách. Mình sợ khách nó tới với mình đâu phải là tới để làm nail không đâu, đôi khi cái mình phục vụ nó, đôi khi nó tới nó chỉ để nói chuyện thôi. Đa phần khách của em á tới là chỉ để ngồi nói chuyện, tại vì em làm với khách nhiều khách họ không cho lên like hoặc là mình lên like hoài cũng kỳ, em làm với khách fan lắm cho nên họ tới là họ tới vì theo em thấy gì họ tới mà vì cái service của mình là 60%, chỉ có 40% là họ vì nail thôi, nên đó, có chia sẻ nghề với nhau thì nó cũng như vậy ha. Khách nó tới mình phục vụ tốt là sẽ tới với mình, không có ngại để mà chia sẻ. Sau đó là em sẽ đi cái màu cái matte top coat lên nha mấy anh chị nha. Sau khi mình sơn màu quá mình đi matte top coat lên. Và em cũng hơi đèn đúng 30 giây. Đó. Deep and Do giá 228 màu thì là 3.067 đó chị Vi. Móng gel color có làm được tiếp hay không? Dạ chị Lắc thì trần được, chị có làm được cái dạng này. Em đang làm luôn nè. Là nãy giờ chị thấy là em đã sơn gel rồi đúng không? Em sơn gel màu và em sơn matte top coat thì chị cứ thấy nó y chang như là mình làm manicure cho khách đi. À, mình sơn base, mình sơn màu rồi mình sơn matte top coat thì cái này nó cũng y chang như vậy. Dạ nó tên là Illuminati. Mấy bạn sale ơi, có bạn sale nào đang trên live không? Giúp cho khách bỏ cái link vào giùm cho Ngân nha. Rồi nè mấy anh chị thấy nè, em có thể dùng cây cọ để mà em chấm. Cái cọ này mấy anh chị lấy cây cọ chùi fans trong tiệm của mình là được rồi nha mấy anh chị, không có cần phải fancy, không có cần cọ gì đặc biệt hết. Cọ chùi fans trong tiệm thôi. Khi nào mình cần mình mua, còn khi nào mà mình xài những cái đồ khác mà mình xài được. Tiết kiệm là mình cứ tiết kiệm. Ông trời cho phép mình tiết kiệm.
Nhiều người không cho phép nhưng mà ông trời cho phép là được. Rồi. Cái phần đầu mình muốn nó đậm hơn cho nên mình chấm thêm màu, mình quét nó vậy nè. Đó. Nó sẽ ra rất là, nó sẽ ra nó đậm hơn. Và nó đi nhạt lên từ từ, sau đó mình đi top coat. Sau đó em đi top coat từ trên đây nè. Rồi, mấy anh chị thấy ombre vậy là đẹp chưa? Đó. Cái này là cho manicure, cho móng ngắn vẫn làm được bình thường. Đó, cái này bột đắp, bột điếp. Ngân có thấy bạn sale team nào đang trên live, bỏ giúp Ngân cái link sản phẩm này cho mấy anh chị vào mua nhé. Đó, cái này là móng ngắn nha mấy anh chị. Em làm trên sơn gel. Mọi người dễ hiểu rồi đúng không? À, dễ nhớ nữa. Dạ có, mình có ship qua Canada. 12 màu. 12 màu là 139 đồng. 12 màu xanh, đỏ, tím, vàng đủ thứ hết cho mấy anh chị làm. Đây, mấy cái chùm sample cho mấy anh chị coi. Khi mua thì mình cũng sẽ được một chùm sample. 12 màu thì cái chùm sample nó giống như vậy nè. Đó, nó có đủ tất cả các tông để cho mấy anh chị làm với nhau luôn. Đó, đơn giản 12 màu. Z-Blend thì có tới 240 màu lận. 12 màu này là 12 màu nằm ở collection giữa từ 133 tới 144. Và có chị Jay có ship qua Pháp luôn. Rồi, đó khoe ngày hôm nay. Mấy anh chị muốn em làm cái gì nữa không? Có muốn em làm cái gì nữa không? Còn không là mình chào tạm biệt mọi người để mọi người lên mọi người mua hàng. Mấy anh chị nào mà cái này em bỏ giùm không có bấm máy. Mấy anh chị nào mà không có order online được đó thì cứ bỏ số điện thoại đi rồi tụi em sẽ liên lạc với mấy anh chị. Đây nè, nó ra nó ombre nó giống vậy nè, cho móng ngắn. Chính xác, các em và cháu chia sẻ nhiệt tình và dễ mến vô cùng nên chia sẻ phục vụ cả hai điều tốt. New job, God bless you all. Dạ thank you, Sang Lê, thank you. Chủ yếu tụi em là khách mua hàng về khách phải xài được. Mấy anh chị phải xài được, mấy anh chị phải make money từ cái sản phẩm. Thì em biết là người ta phải có tiền, người ta phải make money được thì người ta mới quay lại, người ta ủng hộ mình. Cho nên cho nên hồi xưa lúc em nhớ nó cũng funny. Lúc mà mình mới lúc đầu ra làm live á, thì mấy anh chị hỏi chứ trời đồ mua đâu đâu đâu, cho nên em gửi có khi ngồi cả đêm để gửi tin nhắn đầu này đầu kia. Cho nên từ đó là mọi người vô trong Nail Shop, mọi người mua một chỗ một là có đầy đủ hết. Thì nói ô vậy là tại sao lại nói là làm live chia sẻ cách làm để giúp cộng đồng đồ này kia để bán supply, thì em nói đúng, thì đó cũng là bán để kiếm tiền, để mình kiếm tiền mình sống thôi. Cuộc sống mà đâu có ai nuôi Ngân đâu. Không có ai nuôi em, cho nên là bắt buộc là em phải đi làm, mình phải làm kiếm tiền chứ. Nhưng mà cái nghề của mình, cái ngành nghề mình làm, mấy anh chị mua supply thì tụi em phải support, tụi em chia sẻ nghề, thì cái đó cũng là một phần mình giúp đỡ nhau qua lại thôi. Nó rất là đơn giản. Nhiều khi em nói cuộc sống nó hơi bị phức tạp, nhiều chuyện. Mình nghĩ nó tốt thì nó tốt, mà mình nghĩ nó xấu là xấu. Cứ nhìn vào cái xấu mình nhìn hoài thì nó sẽ đâm ra nó xấu, mà mình cũng xấu luôn. Còn mình cứ nhìn vào cái mặt tốt mà mình làm, mình nhìn mặt tốt người ta để mà mình nhìn, thì cuối cùng là we both get better. Phải không mấy anh chị? Như trong tiệm mà cứ xôi mối thợ đó làm dở quá, làm này làm kia hoài là người ta không có khả năng phát triển. Mình nhìn vào cái mặt tốt là người ta có cố gắng hay không, họ có good customer service hay không, họ có hợp tác với mình hay không. Nếu mà họ có đủ ba điều kiện đó thì mình không có lý do gì mà mình không willing to train họ để họ become good nail tech, good technique, and quay lại họ cũng build business với mình thôi. Rồi đây. Đó, nhúng nhẹ vô cái là nó đẹp liền. Nhúng nhẹ vô cái là đẹp liền. Quá là dễ để làm ombre luôn. Dễ lắm, mấy anh chị làm design đủ kiểu được hết. Kiểu gì làm cũng được chứ. Hôm ngày em làm mấy cái mẫu mấy bữa trước em làm đó, mình để lên 3-4 màu đi chung với nhau, xong rồi mình đi clear đồ lên là nó sẽ ra cái mùa summer, cái những cái design cho summer rất là đẹp. Rồi em có link lên website rồi, cho anh chị nào mà muốn tìm cái sản phẩm này trực tiếp trên website.
mấy anh chị mua trên online đó thì mọi người làm account thì mọi người còn được điểm reward trong cái account của mình. Còn mấy anh chị mà không biết thì mấy anh chị có thể gọi cho tụi em cái số điện thoại bên dưới đó mấy anh chị. Nè, ở đây nè, hai màu này em đi ombre nhau nè. Thay vì là mình đắp thì nó có thể là nó mất cái thời gian hơn và nó khó để blend mấy cái màu này lại với nhau lắm. Còn cái này em đi em blend kiểu này nè. Mấy anh chị có thể blend từ trên này nè, mình cầm mình chà xuống đây, chà xuống qua màu khác, mình chà qua chà lại vậy nè. Nó sẽ blend ra cho mình rất là đều. Đều mịn và đẹp. Mọi người thấy không? Từ đậm cho tới nhạt, đi xuống nhạt từ từ. Mua sản phẩm mà luôn được hướng dẫn tỉ mỉ ha. Dạ, em thì được cái đó cho nên là được mọi người thương là thương ở chỗ đó. Cái mà mình cũng rất là cảm ơn khách hàng thương mình. Cái gì mà em chỉ là em chỉ tỉ mỉ chỉ hết, chỉ không có giấu nghề. Nhiều người đấy, trời ơi, sao đi học nghề mà học cũng thấy luôn, thầy ông dạy nghề mà ông giấu nghề lại chút. Em nói trời ơi, đã dạy rồi thì dạy hết cho anh ta chứ, dạy mà còn giấu lên mình cũng mệt mà người ta cũng bực. Phải không mấy anh chị? Rồi, thank you mấy anh chị dành thời gian coi nha. Mọi người nhớ giúp em share video này ra, với cái này mình làm rất là nhanh. Collection này nó chỉ có 12 màu thôi mà nó sẽ help mấy anh chị làm được nhiều design lắm luôn. Có thể là em sẽ ngồi em làm từng cái design nhỏ trên cái móng này, rồi em post từng ngày để cho mấy anh chị có thêm nhiều cái idea làm design từ cái collection Illuminati này. Thank you mọi người và have a good day mấy anh chị. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và năm nay hốt được nhiều tiền. Bye bye.